Chúc sức khỏe và lời chào yêu thương đến tất cả quý cộng đồng có mặt trong buổi Zoom tối ngày hôm nay. Và em cũng chúc cho quý cộng đồng chúng ta sẽ nhận được thật nhiều niềm vui này, thật nhiều giá trị, thật nhiều năng lượng từ phòng Zoom vi thể chúng ta. Và hôm nay thì em cũng rất là vui và vinh dự khi mà ngày hôm nay được làm MC kết nối chương trình và được gặp lại quý cộng đồng ở trên Zoom. Và em cũng xin giới thiệu qua về bản thân mình một chút, đó chính là em tên là Chu Thị Thúy. Năm nay em Thúy 28 tuổi và hiện nay đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, sinh ra và lên tại Thạch Thất, Hà Nội. Và hôm nay cũng là ngày đầu tháng, là ngày 1/6 là ngày quốc tế thiếu nhi, thì em cũng xin được gửi lời chúc đến tất cả các trẻ em trên mọi miền của đất nước chúng ta có một ngày lễ thật là vui, thật là ý nghĩa, luôn khỏe mạnh, học giỏi này, ngoan ngoãn và luôn là niềm tự hào của ông bà bố mẹ. Và còn riêng cộng đồng vi thể chúng ta thì em cũng xin gửi lời chúc một tháng mới thật ngập tràn hạnh phúc này, ngập tràn năng lượng, một tháng mới thật nhiều năng, một tháng mới với nhiều thắng lợi mới, và chúc cho chúng ta chốt được thật nhiều F1 vi thể và không gặp F1 Covid nhé. Và chủ đề buổi Zoom chúng ta ngày hôm nay thì đó chính là tổng quan về mạng xã hội phân quyền vi thây. Và quý cô chú anh chị hãy truyền thông đến những người mới hay những người thân hay là bạn bè của mình muốn tìm hiểu về mạng xã hội phân quyền vi thây thì hãy tham gia trực tiếp vào phòng Zoom tối ngày hôm nay. Và một tuần công ty cũng sẽ tổ chức một buổi Zoom nói về tổng quan dành cho người mới. Có ai đó chưa tắt mic đấy chị Nguyễn Lê ơi, anh Tú Trương ơi, anh tắt mic đi ạ. Em phải mở mic lại Thúy ơi. Mọi người đã nghe tiếng em nói chưa ạ? Ok. Anh vâng, lúc nãy thấy vâng ạ. Thì tối ngày hôm qua thì là ngày thứ hai đầu tuần thì chúng ta cũng, cộng đồng chúng ta cũng đã họp Zoom với một cái chủ đề rất là lạ, đó chính là V-Sayer, những người điên, đúng không ạ? Thì có quý cô chú anh chị nào tối hôm qua là những cái người điên đã tham gia trực tiếp vào một cộng đồng điên thì chúng ta hãy comment vào là tôi vào phần chat giúp em, đúng không ạ? Và chắc hẳn là những ai đã tham gia trực tiếp thì mới thấy được cái gọi là độ điên rất là hồn nhiên của cộng đồng V-Sayer chúng ta. Điên có tổ chức và điên có đồng bọn luôn, đúng không ạ? Và rất là nhiều người comment là tôi, đúng không ạ? Chứng tỏ là chúng ta cũng đã rất là vui vẻ, đã điên rất là vui vẻ cùng với nhau, thật sự rất là tuyệt vời. Thì và chiều ngày hôm nay ở trên kênh YouTube của Vita Việt Nam thì cũng có một cái video về cái sự kiện team building của Phan Thiết ngày 24-25 tháng 10 năm 2020 rồi, đúng không ạ? Thì cái em cũng là một thành viên tham gia cái buổi team building đó, và cảm xúc của em khi mà xem lại thì em thấy rất là vui, cũng rất là hạnh phúc, cũng như là mọi kỷ niệm ùa về. Thì không biết là trong phòng Zoom chúng ta ngày hôm nay thì hiện tại bây giờ đang có khoảng hơn 100 đại sứ, đúng không ạ? Thì chúng ta nếu mà ai đã tham gia vào cái chương trình team building đó, chúng ta hãy comment số 1 giúp em, đúng không ạ? Chúng ta hãy comment số 1 nha, nếu chúng ta tham gia vào cái buổi gọi là team building ở Phan Thiết, đúng không ạ? Thì hôm đó thì em, thì vợ chồng em, hai vợ chồng thì cũng gọi là bay cái chuyến bay cuối cùng vào Sài Gòn lúc khoảng 11 giờ đêm, và cũng có rất là nhiều kỷ niệm vui và rất là ý nghĩa. Cái điều đặc biệt mà em cảm nhận được đó chính là mọi người trên khắp tất cả tỉnh thành chúng ta là những người không quen biết nhau này, chưa từng gặp nhau, nhưng mà nhờ Vi Thây thì tất cả đã quy tụ về Phan Thiết, cùng nhau ăn uống này, cùng nhau giao lưu, vui chơi với nhau, tay bắt mặt mừng như thể là đã thân quen từ rất là lâu rồi. Thật sự rất là ý nghĩa, và em tự cảm thấy rằng là mình rất là may mắn khi mà mình đã có cơ duyên để biết đến Vi Thây cũng như là gặp gỡ mọi người. Và em cũng có một cái ấn tượng rất là ấn tượng nhỏ về một đại sứ. Đại sứ em sẽ kể cho mọi người, chính là vì em đáp cái chuyến bay rất là muộn, nên là khi mà em đến Sài Gòn thì cái khách sạn mà công ty mình đã thuê rồi ấy, thì đã hết phòng, và em phải ngủ ghép với một phòng đơn một giường 4 người. Và lúc đó thì em cũng không quen biết ai cả, nhưng mà em ấn tượng với một đại sứ, đó chính là 2 giờ sáng rồi, lúc đó khoảng 2-3 giờ sáng rồi, nhưng mà vẫn có một chị cố gắng là lập ID cho F, và chị dùng điện thoại để mà soi những cái thông tin này và để viết ra giấy. Và muộn rồi, và vì quá là buồn ngủ nên là chị đã viết luôn cả ra tay luôn. Đó, vẫn buồn ngủ nhưng mà vẫn cố gắng viết luôn cả ra tay. Và mãi sau này thì em mới biết đó chính là cô gái vàng trong làng Vi Thây chúng ta, đó chính là chị Nhàn ở Bắc Giang. Thật sự rất là tuyệt vời, đúng không ạ?
đó. Và em nhìn comment một chút nhé, và nhìn comment thì em cũng thấy là có rất là nhiều quý cô chú và anh chị đã tham gia vào buổi team building đó, và chắc hẳn là chúng ta đã đều cảm thấy rất là vui cũng như là rất là ý nghĩa đúng không ạ? Và em cũng cảm ơn tất cả quý cô chú và anh chị đã comment, đã tương tác thật là nhiều để giúp cho phòng Zoom chúng ta được thêm rất là nhiều năng lượng. Và không để các quý cô chú và anh chị chờ lâu nữa thì ngay bây giờ đây em xin phép được kết nối với quý cộng đồng một đại sứ vô cùng xinh đẹp. Chị xuất hiện rất nhiều lần trên Zoom với vai trò làm MC kết nối và được mệnh danh là một MC gọi là siêu năng lượng luôn ấy ạ. Và quý cô chú anh chị có biết là ai không ạ? Dù là trong phòng Zoom chúng ta cũng có những thành viên mới tham gia VTH này, chưa hiểu rõ về VTH, hay là những cái thành viên mà đã tham gia VTH từ rất lâu rồi, đã hiểu rõ về VTH rất là kỹ rồi, thì chúng ta hãy ngay tại bây giờ đây chúng ta hãy dành 100% năng lượng để đón nhận cái bài chia sẻ tổng quan về mạng xã hội phân quyền VTH từ một nguồn năng lượng siêu to khổng lồ từ đại sứ Nguyễn Lê đi ạ. Mọi người hãy dành một tràng vỗ tay thật là lớn để chào đón sự hiện diện của chị Nguyễn Lê ạ. Xin được kính mời chị. Vâng ạ, xin cảm ơn MC xinh đẹp và đến từ Nhật Bản, là người Việt Nam thôi nhưng bạn hiện tại đang sinh sống tại Nhật Bản và một MC vô cùng năng lượng. Cảm ơn Thúy rất là nhiều. Vâng ạ, xin được gửi lời chào toàn thể cộng đồng trong buổi Zoom buổi tối ngày hôm nay. Và Lê thực sự rất là vui vì ngày hôm nay không còn đóng vai trò là MC nữa nhưng mà đã được công ty VTH, cổ phần tập đoàn VTH Việt Nam tạo điều kiện cho Lê lên đây lên phòng Zoom để chia sẻ về một cơ hội rất là tuyệt vời, không chỉ là cơ hội của thời điểm bây giờ và nó là một cơ hội mà hiện tại đối với Lê và với rất nhiều anh chị đang được coi là sự nghiệp của bản thân mình. Vậy các anh chị ơi, trước khi vào buổi chia sẻ chính ngày hôm nay thì Lê muốn khởi động phòng Zoom của chúng ta mạnh mẽ hơn nữa, mọi người có đồng ý không ạ? Chúng ta có muốn phòng Zoom của chúng ta hiện tại bây giờ phòng Zoom đã có 136 người và 136 anh chị ơi, chúng ta có muốn chơi trò chơi không ạ? Trò chơi này rất là vui, rất là dễ thôi, không hề khó chút nào. Các anh chị mà muốn chơi thì chơi, có thể comment giúp Lê để Lê có thêm động lực đưa ra trò chơi và có một phần quà nho nhỏ thôi. Ngày hôm nay cũng rất là đặc biệt, là ngày mùng 1 tháng 6, không chỉ là ngày đầu tiên của một tháng mà còn là một ngày quốc tế thiếu nhi ạ. Và ngày trước thì Lê hay chia sẻ với anh chị và bạn bè của Lê rằng là Trung thu là ngày mùng 1 tháng 6 là Tết thiếu nhi đúng không ạ? Thanh niên thì ít thiếu thiếu nhi thì ít, thanh niên thì nhiều. Mà thanh niên lại thích làm liều, sang năm sẽ có thật nhiều thiếu nhi ạ. Đây chỉ là một câu vui vẻ để cho chúng ta thoải mái hơn với nhau thôi. Vâng ạ, và thấy rất là nhiều comment chị là chúng ta có trò chơi đúng không ạ? Có trò chơi. Vậy anh chị hãy tập trung chị nhé. Trò chơi Lê đưa ra luôn luôn là dùng những ngón tay của chúng ta làm sao thật linh hoạt, thật nhanh. Và chúng ta sẽ có khoảng thời gian 2 phút thôi anh chị nhé. Bởi vì thời gian không nhiều nên chúng ta sẽ có 2 phút thôi. Lê đưa thể lệ như thế này. Và Thúy ơi, Thúy sẽ giúp Lê một việc là sau khi Lê hô dừng về việc comment thì Lê có thể hô dừng bất kỳ lúc nào đó, các anh chị hãy comment thật nhiều câu đó là tôi là tỷ phú VTH, VTH là sự nghiệp của tôi, một trong hai câu đấy anh chị comment câu nào cũng được. Tôi là tỷ phú VTH này, VTH là sự nghiệp của tôi, một trong hai câu đó anh chị có thể comment bất kỳ câu nào, và anh chị comment càng nhiều càng tốt. Bởi vì sao? Bởi vì Lê sẽ lót cái màn hình lại, mà sẽ nhờ bạn Thúy, bạn ấy sẽ lót màn hình, đưa màn hình lên màn hình xuống trong phần của sổ chat của chúng ta, và bạn Thúy sẽ là người chụp lại hình ảnh bất kỳ anh chị nhé, không phải là Lê là người chụp nữa mà sẽ để nhờ cho bạn Thúy chụp lại để thấy sự công tâm nhất được không ạ? Anh chị có đồng ý với trò chơi này không ạ? Vâng ạ, vâng, em cảm ơn anh Trần Bình, chào thiếu nhi Lê, vâng, rất là vui ạ. Và các anh chị đã bắt đầu sẵn sàng chơi chơi này chưa ạ? Chị ấy chụp các ảnh bằng bằng điện thoại à chị? Chụp anh ảnh bằng điện thoại à? chụp bằng màn hình điện thoại được, em cứ lướt phần chat, lướt đến khi nào mà lên xuống hay tùy bản thân Thúy thích lúc nào cũng được. Thúy sẽ chụp lại một hình bất kỳ, thì cái dòng chữ tôi là tỷ phú VTH, VTH là sự nghiệp của tôi mà xuất hiện trên dòng đầu tiên là ai thì người đó sẽ là người trúng thưởng. Thực ra phần thưởng hôm nay cũng không phải lớn lắm đâu, là nho nhỏ xinh xinh thôi, phần thưởng trị giá 50k để các anh chị có thể mua một phần quà nhỏ nhỏ đáng yêu cho các công chúa như chúng ta. Nhưng anh chị lưu ý nhá, nếu như anh chị mà trúng thưởng mà không có con nhỏ chẳng hạn như các bạn thanh niên thì sao ạ? Chúng ta sẽ nhượng lại phần quà đó cho người kế tiếp, tức là cái dòng thứ hai chúng ta sẽ ưu tiên hôm nay cho những ai có con nhỏ. Anh chị có đồng ý điều đó không ạ? Vâng ạ, và Lê chưa bắt đầu trò chơi đâu nhưng đã thấy các comment tôi là tỷ phú VTH xuất hiện rất là nhiều. Tôi là tỷ phú VTH, VTH là sự nghiệp của tôi, quá tuyệt vời. Và anh chị lưu ý chưa, chúng ta sẽ bắt đầu chơi nhá. 3, 2, 1, bắt đầu ạ. Các anh chị ơi, hãy comment thật nhiều và tôi là tỷ phú VTH ạ. Và VTH là sự nghiệp của tôi, anh chị hãy comment thật nhiều. Và khi chúng ta nói lên một lời nào đó nhiều nhất trong ngày, chúng ta
làm một việc gì đó nhiều nhất, chúng ta tập trung vào một vấn đề gì nhiều nhất, thì điều đó nó sẽ như nào, nó sẽ đi vào tiềm thức của chúng ta anh chị ạ. Và tiềm thức sẽ giúp chúng ta có được cái điều mà chúng ta mong muốn đó. Chính vì thế nên muốn anh chị chơi trò chơi này, nên vì thế các anh chị hãy comment thật nhiều anh chị nhé. Chúng ta hãy comment thật nhiều, hãy comment thật nhiều, chúng ta hãy sử dụng linh hoạt ngón tay mình, chúng ta hãy chat thật là nhiều đấy ạ. Tôi là tỷ phú Vi Thay ạ, Vi Thay là sự nghiệp của tôi đúng không ạ, tôi rất là tuyệt vời ạ. Chị Lư Trần, Quyên Lê này, Thu Duyên, Anh Hương, Hồng Quyền, Bông Trần, chị và rất nhiều đấy ạ. Vâng vâng, rất là nhiều, rất là nhiều. Thế cứ để cho anh chị ấy đi ạ. Sau đó chúng ta sẽ lót lại phần chat, em có thể lướt lên lướt xuống thoải mái, và khi nào em cảm thấy thích, hôm nay là ai trúng thưởng hay không phụ thuộc vào Thúy cả. Và Thúy khi dừng lại màn hình nào, khi mà lướt nha, lướt cứ lướt thoải mái, khi màn hình dừng lại bất kỳ đó thì em chụp lại cái màn ảnh đấy thôi, thì chúng ta sẽ thấy được là cái dòng comment nào của ai đó xuất hiện trên dòng đầu tiên của màn hình chụp thì người đó sẽ trúng thưởng ạ. Vâng ạ, rất là tuyệt vời. Hồng Quyền, các bạn Trần Bình này, Galaxy này, anh chị ơi, chúng ta phải để tên anh chị nhá, nếu như tên chúng ta không đúng thì chúng ta không biết đó là ai đâu ạ. Và chúng ta sẽ ưu tiên những người nào trúng thưởng có tên đầy đủ anh chị nhá. Chúng ta hãy comment nhiệt tình đến ạ. Tôi là tỷ phú Vi Thay, Vi Thay là sự nghiệp của tôi. Chúng ta sẽ còn 30 giây nữa chị nhá. Chúng ta sẽ chơi thêm 30 giây nữa thôi ạ. Anh chị comment thật nhiều, thật nhanh tay, gõ thật nhiều ạ. Hãy gõ thật nhiều, comment thật nhiều, bởi vì sao? Khi chúng ta comment nhiều nhất thì cơ hội chúng ta trúng thưởng nhiều nhất, mặc dù món quà nó không lớn nữa ạ. Nhưng nó là gì? Cái Lê muốn ở đây là gì? Các anh chị hãy đưa thật sâu những cái từ ngữ các anh chị mong muốn, đó là ước mơ của anh chị, là ước mơ của bản thân Lê và ước mơ của tất cả mọi người trong cộng đồng VTV Việt Nam chúng ta, đúng không ạ? Thế thì khi chúng ta comment nhiều như vậy, chúng ta đưa thật nhiều những ngôn từ đấy vào tiềm thức chúng ta, thì điều đó tuyệt vời cho ai? Tuyệt vời cho chính chúng ta, phải không ạ? Đây chị hãy comment thật nhiệt tình lên ạ. Vâng ạ, và chúng ta sẽ comment nhanh, anh chị nhanh được trước nha. Comment thật nhiều đúng không ạ? Tôi là tỷ phú Vi Thay ạ. Vi Thay là sự nghiệp của tôi ạ. Quá tuyệt vời luôn ạ. Vâng ạ, và Lê sẽ đếm luôn anh chị nhá. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Vâng, đã xong rồi. Bây giờ xin mời MC Thúy giúp Lê là có thể lướt màn hình thoải mái luôn. Em Thúy hãy lướt thoải mái lên. Sau đó em Thúy mà cảm thấy lướt thoải mái và dừng lại bất kỳ đoạn nào đó, xong Thúy chụp ảnh lại đúng không ạ? Và mời Thúy sẽ công bố lên người trúng thưởng của chúng ta. Yêu chị, anh chị ơi, có em đã gửi lên trên Zalo nhóm chung đấy ạ, Zoom ngày hôm nay, nhưng mà em cũng xin công bố đó chính là đại sứ Thanh Nhuận NT đã comment ở cái dòng đầu tiên đấy ạ. Vi Thay là sự nghiệp của tôi. Thanh Nhuận là Thanh Nhuận NT. Chị Thanh Nhuận đúng rồi ạ. Và chị Thanh Nhuận ơi, nhà mình có bé nhỏ nữa không chị Thanh Nhuận nhỉ? Chị Thanh Nhuận có thể chat vào phòng chat được không ạ? Và chị Thanh Nhuận ơi, hãy gửi lại cho Thúy Sara của chúng ta thông tin, lát nữa em Lê sẽ liên hệ lại đúng không ạ? Và sẽ gửi món quà sau anh chị nhé. Vâng ạ, và cũng trước khi chúng ta quay vào gửi chia sẻ tổng quan ngày hôm nay thì Lê lại đưa ra một vấn đề như thế này. Và tất cả các anh chị trong phòng Zoom của chúng ta ơi, tất cả anh chị hãy comment và hãy nêu lên quan điểm của mình nhé. Và Lê hôm nay sẽ nêu lên một thứ như thế này. Chúng ta sẽ nói chuyện về đó là gì? Đó là bối cảnh tổng quan và nội dung, thì theo anh chị cái nào quan trọng hơn ạ? Đây là một điều mà Lê cũng mới học được và Lê cảm thấy nó vô cùng quan trọng, vì thế Lê muốn chia sẻ tới anh chị ở đây ạ. Bối cảnh tổng quan và nội dung, cái nào quan trọng hơn anh chị? Chúng ta cùng chat trên màn hình chat nhé. Bối cảnh tổng quan ạ và nội dung ạ. Lê sẽ lấy ví dụ như này để anh chị dễ hiểu hơn này. Chúng ta hãy coi sự nghiệp của chúng ta như một ly nước anh chị nhé. Hãy coi sự nghiệp của chúng ta như một ly nước vậy. Và bối cảnh tổng quan chính là chiếc ly nước này, và nội dung chính là nước bên trong của nó. Vậy thì theo các anh chị, ly nước hay nước quan trọng hơn ạ? Nội dung quan trọng hơn ạ? Nước quan trọng hơn? Anh chị ơi, chúng ta bây giờ sẽ dễ này, nói này, chúng ta sẽ so sánh hai thứ đi ạ. Đó là cái ly đựng nước và nước. Thì cái nào quan trọng hơn các anh chị? Cả hai ạ, nước ạ. Ly ạ, Trần Bình Ly là Nguyễn Thị Xuân. À, Quang trai cả nước. Vân Tiên Sinh cả hai. Hợp 5, 3, 9, 7, 7 cả hai. Vâng, các anh chị ơi, tại sao Lê lại đưa ra vấn đề này? Bởi vì sao ạ? Các
Các anh chị cũng đã sử dụng mạng xã hội rất là nhiều, đúng là chúng ta sử dụng Facebook, chúng ta sử dụng Zalo rất là nhiều, đúng không ạ? Vậy thì Mark Zuckerberg người ta tạo ra Facebook thì người ta tạo lên điều gì ạ? Đó chính là người ta tạo lên một cái ly, anh chị ạ. Tạo lên một cái ly. Và bởi vì sao cái ly đấy nó sẽ giúp cho chúng ta là quyền sử dụng cái ly này, đúng ạ? Và người quản lý thì vẫn là Mark Zuckerberg, là công ty Facebook người ta quản lý cái ly đó. Nhưng nội dung ở trong là ai tạo ra? Đó là tất cả các cá nhân người dùng, các anh chị nhé. Đó là chúng ta tạo nên nội dung hình ảnh ở trên đó, chứ không phải là công ty Facebook người ta tạo ra. Người ta chỉ tạo ra chiếc ly thôi và chúng ta tạo ra nước ở trong đó. Tại sao Lê nhắc đến câu chuyện này? Bởi vì với VThay cũng vậy thôi anh chị ạ. Chúng ta đang sống trong nền tảng công nghệ 4.0, đúng không ạ? Và mạng xã hội luôn luôn là nhu cầu thiết yếu rồi. Vậy thì hôm nay về dự án mạng xã hội của phân quyền VThay nó cũng giống như ni nước này anh chị nhé. Và nội dung chính là chúng ta đang tạo nên nội dung của nó. Và nội dung này, khi mà công ty VThay họ tạo ra cái nền tảng ni nước này, chắc chắn nhất không bị nứt ở đâu, đúng không ạ? Thì nước có giờ bị rò rỉ ra không ạ? Theo các anh chị, nước có bị rò rỉ ra nếu như cái ly nước này nó nguyên vẹn mà không bị sứt mẻ chỗ nào, đúng không ạ? Vì sao lại nhắc đến điều này? Các anh chị lưu ý nhé, nếu như mà một ai đó người ta tạo ra một cái dự án nào hay bất kỳ một công ty nào đó, nhưng công ty đấy không chắc chắn, đúng không ạ? Có thể tạo ra một chiếc cốc rất to lớn, rất đẹp đẽ, nhưng chiếc cốc đó bị nứt thì sao ạ? Chiếc cốc nó bị thủng thì như thế nào? Thì chúng ta có đổ bao nhiêu nước vào trong đó nó cũng đều chảy ra ngoài hết, đúng phải không anh chị? Vậy thì hôm nay Lê sẽ đi ra chia sẻ với anh chị về một cái dự án, mà cái dự án này nó chắc chắn như thế nào, nó đẹp ra làm sao và nó có tầm nhìn tương lai dài hạn như nào. Mời tất cả các anh chị trong phòng Zoom chúng ta nay cùng tìm hiểu anh chị nhé. Và Lê xin được chia sẻ màn hình ạ. Thúy ơi, Thúy nhìn thấy màn hình của chị chưa? Em nhìn thấy rồi ạ. Rồi, ok, chị cảm ơn em. Vâng ạ. Và ngày hôm nay thì Lê muốn nói với chị rằng là chúng ta đã sẵn sàng như tương lai của chúng ta chưa ạ? Chúng ta cùng comment đi chị nhé. Chúng ta đã sẵn sàng như tương lai của mình chưa? Và chúng ta đã chuẩn bị điều gì cho tương lai của mình ạ? Và khi nhắc đến tương lai của chúng ta thì chúng ta luôn luôn đi ra ngoài kia để tìm kiếm một cơ Recording hội nào đó, in progress. Chúng ta đều muốn tìm kiếm cho mình một cơ hội nào đó, một cơ hội bất kỳ nào đó, đúng không ạ? Vậy thì bản thân Lê cũng vậy thôi, trong quá trình mà Lê làm việc cũng vậy, nhưng Lê thấy rằng là mình không giúp được gì cho ai cả và chính mình luôn luôn cảm thấy mệt mỏi và khó chịu, và nhiều khi mình không cảm thấy hạnh phúc trong công việc mình đang làm. Vì thế mà cũng thêm vào đó nữa là cũng nhờ cái dịch Covid vừa rồi của năm 2020 thì Lê đã đi ra ngoài và tìm kiếm một cơ hội cho mình, và rất may mắn Lê đã biết đến một dự án này, và hôm nay thực sự Lê muốn trao gửi nó tới tất cả các anh chị ở đây. Có thể ở đây chúng ta sẽ có người mới, người cũ, đúng không ạ? Người cũ thì chúng ta có thể nạp thêm về thông tin về dự án này, và người mới anh chị sẽ có được thêm những thông tin, những tầm nhìn và sự hiểu biết mới về một dự án tuyệt vời như thế này. Thế thì đầu tiên ạ, để nói về vấn đề về này thì chúng ta sẽ cùng phân tích về cái xu hướng và thực trạng của xã hội hiện tại ngày nay, đúng không ạ? Vâng ạ. Vậy thì theo các anh chị, nhu cầu ăn ở đi lại của chúng ta và các cái nhu cầu khác thì anh chị thấy nó có quan trọng, nó phải nhu cầu thiết yếu không ạ? Theo anh chị thì nhu cầu như thế nào, thì đối với anh chị là nhu cầu thiết yếu, chúng ta hãy comment chị nhé. Chúng ta hãy cùng comment, đúng không ạ? Cùng comment, bởi vì khi mà bản thân Lê chia sẻ dự án này, Lê rất muốn các ý kiến của từ các anh chị, để chúng ta có được một buổi chia sẻ tốt hơn và chúng ta sẽ có được luồng thông tin tuyệt vời hơn nữa, đúng không ạ? Theo anh chị thì có những gì ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Thứ nhất đó là về nhu cầu ăn ở, đúng không ạ? Và Lê muốn nói qua nhu cầu ăn ở một chút. Thế thì theo anh chị trước đây, bản thân Lê, vậy bố mẹ Lê cũng thấy trước đây chúng ta chỉ cần ăn no mặc ấm, đúng không ạ? Và đến thời của Lê thì rất muốn ăn ngon mặc đẹp. Nhưng đến thời điểm này Lê đã thay đổi quan niệm rồi. Các anh chị có thay đổi quan niệm giống như Lê không? Đó là bây giờ chúng ta không còn ăn ngon mặc đẹp nữa, mà chúng ta sẽ ăn gì? Ăn bằng trí não, tức là ăn cho sức khỏe đấy ạ. Ăn cho sức khỏe và mặc làm sao để tạo ra một thương hiệu cá nhân cho riêng mình, chứ không phải chỉ có mặc đẹp nữa, mà tạo ra một tính cách riêng biệt của chúng ta. Con người luôn luôn phát triển tiến lên, đúng không ạ? Và nhu cầu thứ hai mà Lê muốn nhắc đến cũng là nhu cầu cực kỳ cơ bản của con người. Đó là gì ạ? Đó là nhu cầu đi lại. Các anh chị thấy không ạ? Trước đây thì có thể đi bộ, đúng không ạ? Chúng ta có thể đi xe đạp, tăng dần lên đó là đi xe máy, ô tô và thậm chí là thiết bị máy bay như bây giờ, đúng không ạ? Thậm chí là có khả năng chúng ta có thể những ai đó còn có điều kiện đi tàu vũ trụ, đúng không anh chị? Sau này nó sẽ còn phát triển rất nhiều hơn nữa, bởi vì nhu cầu con người chúng ta luôn luôn nâng lên một tầm mới.
Và một nhu cầu tiếp theo mà Lê muốn nói anh chị là đó là nhu cầu làm việc ạ. Theo các anh chị thì các anh chị đi làm mục đích của anh chị là gì ạ? Mục đích của anh chị là gì? Chúng ta hãy chat với nhau thoải mái lên chị nhé. Chúng ta hãy chat với nhau thật thoải mái lên ạ. Mục đích của anh chị là gì ạ? Mục đích của anh chị là gì? Bản thân Lê trước đây thì đi làm anh chỉ mong sao mà có được kinh tế để nuôi sống gia đình và bản thân mình. Nhưng mà sau đó thì Lê lại phát hiện ra một điều rằng Lê mong muốn bản thân mình khi làm một công việc gì đó đấy thì lại rất mong muốn làm sao có thể giúp được cho nhiều người nhất, để gọi là tạo giá trị cho bản thân mình. Bởi vì Lê biết được một câu nói này: khi chúng ta rời khỏi thế giới này, đúng không ạ, những gì chúng ta để lại chỉ là tài sản không thì nó cũng sẽ dần mất đi, nhưng giá trị chúng ta để lại sẽ tồn tại mãi mãi và sẽ trở thành di sản. Đó là điều mà bản thân Lê mong muốn và rất nhiều anh chị cũng mong muốn như vậy. Thế thì một nhu cầu mà Lê lại nhắc tới thứ tư nữa, nó cũng tương ứng quan trọng không kém gì cái nhu cầu cơ bản của cuộc sống của chúng ta như ăn ở, đi lại hay làm việc, đúng không ạ? Đó là nhu cầu sử dụng mạng xã hội ạ. Anh chị ơi, các anh chị có giống Lê không ạ? Các anh chị có giống Lê không? Trước khi đi ngủ, bản thân Lê cái thứ rời cuối cùng ấy, nó chính là chiếc điện thoại di động đây ạ. Nó chính là chiếc điện thoại di động. Và sáng ra sau khi mở mắt lên thì bản thân Lê cũng lại đưa tay với chiếc điện thoại di động đầu tiên ạ. Có ai giống như Lê không ạ? Chúng ta cùng comment chị nhé. Vâng ạ, và nhu cầu sử dụng mạng xã hội bây giờ nó là một nhu cầu thiết yếu không thể thiếu được trong cuộc sống của chúng ta anh chị ạ. Anh chị ơi, anh chị thử hình dung xem mà các chị mở máy của mình lên, như bản thân Lê cũng thế. Khi mở máy của mình lên đây, anh chị thấy không ạ? Mở máy của mình lên đây là gì? Đó là tất cả các cái giao diện, các cái thiết bị chúng ta thể hiện ở đây ạ. Nó đều là các cái mạng xã hội rất là nhiều, đúng không ạ? Như là Facebook này, Zalo, YouTube hay Google và rất nhiều các cái đều liên quan đến mạng xã hội. Vâng ạ. Vậy thì mạng xã hội nó có cần thiết không anh chị? Nó rất cần thiết, đúng không ạ? Nó là tạo nên cho chúng ta một điều gì ạ? Thế theo anh chị, mạng xã hội nó có những ưu điểm như thế nào ạ? Nó có những ưu điểm gì ạ? Ưu điểm đó là nó kết nối được rất nhiều người lại chúng ta, đúng không ạ? Và đối với bản thân Lê cũng vậy thôi, nó gần như là một cái cuộc sống, nhật ký sống của mình, nó cuộc sống thứ hai của Lê vậy. Anh chị biết không, đôi khi Lê luôn luôn ưu tiên mạng xã hội, nhiều lúc bản thân mình đã ưu tiên mạng xã hội trước. Nhiều khi là chúng ta dạy con cái học bài như vậy thôi, các con lại ra hỏi mẹ một câu hỏi nào đó, đúng không ạ? Bảo con ơi, con tự suy nghĩ đi, con tự làm đi, vì mẹ con đang bận làm việc. Nhưng thực ra là mẹ đang lướt mạng xã hội, lướt Facebook, lướt Zalo mà không hẳn là làm việc chính thức. Thế thì các anh chị thấy không ạ? Mạng xã hội nó cần thiết như thế, quan trọng như vậy. Vậy thì khi mà mạng xã hội quan trọng như thế thì các anh chị khi sử dụng ấy, thì các anh chị thấy thực trạng của nó là gì? Các anh chị giờ có để ý không? Bản thân Lê là từ ngày biết đến cái dự án mạng xã hội phân quyền VK này thì Lê đang nghiên cứu rất là nhiều về mạng xã hội. Và đây là một thống kê anh chị nhé. Giới trẻ Việt Nam sử dụng mạng xã hội 7 giờ mỗi ngày. Các anh chị thấy con số 7 giờ mỗi ngày này có nhiều không ạ? Theo anh chị thì con số 7 giờ mỗi ngày này có nhiều không ạ? 7 giờ mỗi ngày chúng ta tương ứng gần với 8 giờ đi làm việc của chúng ta đấy ạ. Và thời gian này sử dụng quá là lớn đấy ạ. Đây chỉ là người Việt anh chị nhé. Người Việt thôi ạ. Còn đây ạ, anh chị thấy không ạ? Đây khoanh đỏ đây ạ. Đây là các sinh viên của đại học đấy ạ. Đối với nữ để dành trung bình 10 giờ mỗi ngày ạ, để sử dụng trên điện thoại di động, lướt internet ạ. Vậy thì cái thời gian sử dụng chúng ta quá lớn đúng không ạ? Và các anh chị không thấy không, đây là một hình ảnh thực sự là nó đã toát lên rất là nhiều các cái vấn đề của mạng hiện tại bây giờ. Anh chị thấy không ạ? Đây ạ, người ông đứng ở giữa đây ạ. Bản thân Lê thấy người ông này một cái nét mặt có vui tươi không anh chị? Khi anh chị cũng thế thôi, chúng ta về với gia đình, chúng ta cùng bữa cơm cùng gia đình. Nếu như ai chúng ta cũng chỉ chăm chăm ở điện thoại như thế này anh chị nhé, lúc nào chúng ta cũng chỉ chăm chăm vào cái điện thoại như thế này và chúng ta không hỏi han nhau, chúng ta không chia sẻ với nhau, thì anh chị thấy không ạ, bữa cơm này nó có còn cảm giác thân thiết thân mật không? Đây ạ, người bố thì sao, người bố thì đang lướt Facebook ạ. Người thứ hai thì đang chụp ảnh đăng lên Facebook, đăng lên các mạng xã hội, và các bé nhỏ thì đang sống với thế giới riêng của các bé. Vậy thì mâm cơm này chúng ta có nhìn thấy điểm chung nào không anh chị? Đó là một thực trạng rất rõ ràng của mạng xã hội hiện tại bây giờ đấy ạ. Và với những cái thực trạng như thế thì dẫn đến sự ra đời của một cái mạng xã hội mới, mạng xã hội mới. Và với một cái mới ra đời thì anh chị biết không ạ? Đây là một cái thông tin ở dựa trên theo Mark Lenin thôi ạ, và Lê muốn nói với anh chị để anh chị có thể hiểu hơn. Cái mới chỉ có thể ra đời trên nền tảng cái cũ. Cái mới ra đời sẽ không xóa bỏ hoàn toàn cái cũ mà có chọn lọc anh chị nhé.
sẽ giữ lại và cải tạo những mặt còn thích hợp, những mặt tích cực và nó chỉ gạt bỏ những cái cũ, những mặt tiêu cực lỗi thời đấy ạ, và những cái mặt đấy mà gây hậu quả cản trở cho sự phát triển, nên nó sẽ không thể là thủ tiêu, sự phá hủy hoàn toàn cái cũ đâu anh chị ạ. Đó là lý do vì sao mà một mạng xã hội mới nếu như nó không giữ nguyên được các cái tính năng ưu việt của mạng xã hội, đó là kết nối giữa con người với con người đúng không ạ, mà nó lại xóa bỏ hoàn toàn đi thì có được coi là mạng xã hội không anh chị? Thế thì với mạng xã hội thì chúng ta sẽ thấy các vấn đề mà mạng xã hội đang gặp phải đấy ạ. Các anh chị ơi, chúng ta thử comment đúng không ạ? Chúng ta thử comment với nhau xem là các anh chị dùng mạng xã hội, các anh chị đang gặp những vấn đề gì? Các anh chị đang gặp những vấn đề gì? Các anh chị có thể comment và tham gia cùng với Lê ạ. Chúng ta đang gặp vấn đề gì? Chúng ta hãy cùng thoải mái với nhau anh chị nhé. Chúng ta hãy cùng thoải mái trao đổi với nhau ạ. Để xem là khi chúng ta sử dụng mạng xã hội chúng ta gặp phải những vấn đề gì, và trên những vấn đề mà Lê đưa ra đây thì các anh chị có gặp giống như Lê hay không ạ? Thứ nhất ạ, các anh chị thấy không? Bán dữ liệu người dùng. Bán dữ liệu người dùng tức là cái dữ liệu Big Data đấy ạ. Các anh chị ơi, các anh chị trong phòng Zoom của chúng ta hôm nay có bao giờ gặp những cuộc gọi lạ nói mời chào chúng ta về làm đẹp không ạ? Về làm đẹp này, hay là về mua bán bất động sản hay mua bảo hiểm không ạ? Vâng ạ, đây chèn quảng cáo này, hack nick ảo này, quảng cáo làm phiền. Vâng, rất là nhiều các thông tin anh chị gửi đến. Và cái vấn đề mà Lê đưa ra đầu tiên đó là bán dữ liệu người dùng ạ. Anh chị biết không, Lê gặp rất là nhiều. Thời gian trước thì Lê có làm thủ quỹ ở công ty trên Nội Bài anh chị ạ. Và tài khoản của Lê giao dịch khá nhiều tiền, nên thời gian đấy Lê thường xuyên nhận được các cuộc gọi. Nhận được các cuộc gọi về mua bán chung cư, mua bán nhà đất, về mua bán bảo hiểm, thậm chí làm đẹp spa đấy ạ. Và lúc ấy Lê lại thấy rằng là ô, thực sự lúc đấy mình không để ý là tại sao giờ này nhiều người mình gọi như thế, nhưng tại sao họ biết số mình, tại sao họ biết tên của mình, thậm chí họ có biết mình ở đâu. Anh chị có bao giờ thắc mắc điều này không ạ? Đó là những thông tin của chúng ta đã bị bán đấy. Và thông tin này anh chị lưu ý giúp Lê là không chỉ có bán trong nước đâu, mà bán xuyên quốc gia anh chị ạ. Và đó cũng là một vấn đề vô cùng nhức nhối luôn ạ. Và anh chị biết không, bản thân chúng ta ở đâu, một gia đình chúng ta không biết, gia đình chúng ta không biết, nhưng mà các mạng xã hội lại biết rằng chúng ta đang ở đâu. Bản thân Lê bây giờ đây ở Hà Nội, Hà Đông, Hà Nội thì các mạng xã hội cũng sẽ biết bản thân Lê đấy, nhưng mà nhiều khi mình không nói với người nhà thì người nhà cũng không biết mình ở chính xác đâu rồi anh chị. Và bây giờ còn một số thông tin còn kinh khủng hơn nữa, đó là gì, thậm chí về cái số tài khoản ngân hàng của anh chị cũng có thể bị người ta biết được, các mạng xã hội biết được và bán cho các cái nơi khác người ta có nhu cầu về. Cái thứ hai, vấn đề thứ hai như các anh chị đang nói đến rất là nhiều đấy, đó là quảng cáo. Nhưng quảng cáo ở đây nó còn quảng cáo không đúng đối tượng các anh chị. Bởi vì sao ạ? Các anh chị hãy để ý đi ạ. Sau buổi Zoom ngày hôm nay các anh chị có thể về để ý. Khi ví dụ như là nhà mình mà có con nhỏ đúng không ạ? Các anh chị cho các bé xem các cái kênh của trẻ thơ như là về mặt tâm vlog hay là thơ Nguyễn đúng không ạ? Thế thì trong một cái thế giới trẻ thơ như vậy, các anh chị có bao giờ để ý quảng cáo nào chèn vào không ạ? Có phải quảng cáo về My Kingdom, về các cái sản phẩm đồ chơi của trẻ em không ạ? Hay là quảng cáo về xương khớp ạ? Con gái Lê ngày nào cũng đọc cái quảng cáo về xương khớp và Lê thấy rất là kỳ lạ, sao bạn ấy lại thuộc như vậy? Hóa ra nó chèn vào rất là nhiều. Và quảng cáo xương khớp còn đỡ anh chị nhá. Xương khớp không bao giờ hợp với trẻ con đúng không ạ? Thậm chí là quảng cáo về game. Game là còn mặc những trang phục vô cùng mát mẻ các anh chị ạ. Và cái thậm chí hơn nữa là gì ạ? Đó là quảng cáo về yếu sinh lý ạ. Anh chị thấy không ạ? Anh chị thấy rằng là cái câu từ đấy mà Lê thực sự không muốn nói ra đâu, nhưng nó là thực tế như vậy đấy ạ. Thực tế rất phũ phàng, điều đó đang xảy ra hàng ngày, hàng giờ mà bản thân chúng ta không hề kiểm soát được con nhỏ chúng ta đang sử dụng như thế nào đúng không ạ? Và nó làm ảnh hưởng không chỉ có mình các bé nhà chúng ta đâu, ảnh hưởng cả một thế hệ đấy chị ạ. Và nó trở nên thành một vấn nạn. Khi thì bên cạnh cái việc đó, nó đang là tin giả, lừa đảo về quyền riêng tư chúng ta bị xâm phạm. Anh chị thấy không ạ? Anh chị là lướt Facebook, anh chị thấy tin giả có nhiều không ạ? Tin giật gân về lừa đảo có nhiều, các anh chị bao giờ bị hack nick không ạ? Chúng ta có bao giờ nhận được những tin nhắn của bạn bè nhờ vay tiền đúng không ạ? Nhưng thực ra là bạn đó không hề vay tiền chúng ta. Thậm chí là có những cái thông tin mà gửi đến cho chúng ta, chỉ chúng ta cần kích vào đường link của nó và những thông tin của chúng ta đều bị xóa sạch dữ liệu và chúng ta đã bị đánh cắp tài khoản. Cái việc này nó xảy ra rất là nhiều các anh chị ạ. Vô cùng nhiều và chúng ta sẽ thấy được điều đó vô cùng tràn lan. Và cái rất quan trọng nữa đó là bản thân mỗi chúng ta. Các anh chị ơi, các anh chị trong phòng Zoom hãy nói với Lê, hãy chat với Lê đi ạ. Các anh chị trả lời cho Lê một câu là các anh chị sử dụng Facebook, sử dụng Zalo, sử dụng Google hay là YouTube hay bất kỳ một cái mạng xã hội nào, anh chị có được các mạng xã hội đó trả tiền không ạ?
chúng ta có là được trả tiền không anh chị? Có ai nhận được đồng tiền nào từ Facebook không ạ? Chúng ta cùng comment đi chị nhé, chúng ta cùng comment, chúng ta cùng trao đổi với nhau. Và bản thân Lê thì chưa bao giờ nhận được, bản thân Lê chưa bao giờ nhận được đồng, bất kỳ đồng tiền nào của các mạng xã hội đó. Và bản thân Lê bây giờ mới hiểu rằng hóa ra mình chỉ là công cụ và là sản phẩm cho các mạng xã hội đó kiếm tiền mà thôi. Trước đây mình không hiểu tại sao mình lại là công cụ đâu ạ. Vâng ạ, và đây là các vấn đề mà cái thiết yếu nhất, cái cuối cùng nhất mà mỗi bản thân chúng ta đi làm việc ai ai cũng đều mong muốn chúng ta được đóng thuế. Anh chị có muốn được đóng thuế không ạ? Khi bản thân chúng ta đi làm mà lương của chúng ta muốn đóng thuế thì phải như thế nào? Nó phải cao một chút đúng không ạ? Nên lương thấp phải đóng thuế không ạ? Các anh chị thấy không ạ? Và đây không chỉ nói vấn đề về lương cao đâu, nhưng mà nó là một cái để mà chúng ta quay lại báo ơn đối với cả đất nước của chúng ta, nơi chúng ta đang sinh sống, là việc đóng thuế đấy. Chúng ta hãy làm cái trách nhiệm công dân chúng ta đóng thuế. Nhưng các mạng xã hội này không hề đóng thuế bất kỳ nước nào, họ chỉ đóng cho cái quốc gia sở tại của họ mà nơi họ đăng ký kinh doanh thôi. Và cái việc doanh thu trên sử dụng nền tảng mạng xã hội họ không hề đóng thuế. Và điều đó có sự là một sự thất thoát vô cùng lớn luôn. Việt Nam chúng ta có hàng mấy chục triệu sử dụng, người sử dụng ID sử dụng mạng xã hội, nhưng không hề mang lại nước Việt Nam chúng ta đồng thuế nào. Đó là một điều cực kỳ cảm thấy rằng là nó gần như một dòng tiền chúng ta đang bị chảy ra ngoài và chúng ta không giữ được gì cho đất nước chúng ta vậy. Thế thì theo anh chị, các cái vấn đề mà thực trạng gặp phải như thế thì nói không như thế, các anh chị cũng có thể cảm nhận được một số điều bởi vì rất nhiều người chúng ta gặp phải. Nhưng Lê rất muốn đưa ra một số thống kê, các anh chị thấy không ạ? Đây ạ. Facebook nhận khoản phạt kỷ lục 5 tỷ đô la về việc vi phạm quyền riêng tư, anh chị thấy không? 5 tỷ đô la có nhiều không anh chị? Rất nhiều đúng không ạ? Nhưng đối với Facebook số tiền này không quá lớn và nó chỉ nhỏ thôi, trong gym vì thế họ tiếp tục vi phạm rất là nhiều. Họ tiếp tục vi phạm rất là nhiều. Nên là có rất nhiều thông tin đấy ạ. Facebook trả gần 700 triệu USD cho việc tranh cãi về quyền riêng tư tại Mỹ đấy ạ. Và nó ảnh hưởng đến cả về vấn đề quyền lực của các quốc gia khi tuyên chiến với quyền lực các ông lớn về công nghệ đó. Đây rất nhiều thông tin đấy, anh chị thấy không ạ? Đã có những cái xếp hạng như thế này. Đây, quá là chán này. Quá nhiều quảng cáo này, quảng cáo quá nhiều này. Và mình có nghĩa là những cái thông tin mà mọi người để lại nó rất là rõ ràng. Đây là những thông tin mà bản thân Lê muốn đưa ra các anh chị để chúng ta có những điểm thống kê đấy ạ. Và anh chị thấy không ạ? Khi chúng ta đưa ra một cái thông tin về chiêu trò lừa đảo trên Facebook, anh chị thấy có nhiều không ạ? Đây là những chiêu trò lừa đảo tiền qua Facebook gây rúng động nhiều vô cùng anh chị ạ. Và rất nhiều người, những thông tin và rất nhiều người cũng đã quan tâm ấy, đúng không ạ? Và đây ạ, Facebook có phải đột thuế trực tuyến tại Việt Nam không? Và vấn đề này mà Cục Thuế của Việt Nam chúng ta đang rất là đau đầu để tìm kiếm giải pháp đấy chị ạ. Thế thì khi mà chúng ta gặp phải những thực trạng như vậy, cái vấn đề mà rồi gặp phải, các anh chị thấy không ạ? Mạng xã hội hiện tại đã không còn là mạng xã hội đúng nghĩa nữa. Các chị thấy không ạ? Mạng xã hội chúng ta là giúp kết nối với con người đúng không ạ? Nhưng bây giờ tất cả chúng ta sử dụng, chúng ta đang bị coi là cái công cụ kiếm tiền của các ông chủ nền tảng công nghệ đó, mà chúng ta lại không có quyền lợi gì trong đó đúng không ạ? Thế thì anh chị có mong muốn chúng ta có một giải pháp không ạ? Chúng ta có muốn được có được một cái giải pháp nào đó tối ưu nhất, tuyệt vời nhất để có thể xóa bỏ được toàn bộ những cái gọi là thực trạng, những cái yếu điểm của mạng xã hội, anh chị có muốn không ạ? Vâng, rất muốn đúng không ạ? Bản thân Lê cũng muốn ạ. Bản thân anh chị trong phòng Zoom chúng ta đã comment rất muốn, cũng khá là nhiều đấy ạ. Vâng ạ, thế thì Lê sẽ đưa ra một số giải pháp mà Lê tổng hợp được anh chị nhé. Anh chị thấy ai trên màn hình không ạ? Anh chị thấy ai trên màn hình không? Đây là Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông của Việt Nam đấy. Bác Hùng, bác có nói một câu như thế này. Bác đặt vấn đề tại phiên họp Quốc hội đấy là Việt Nam chúng ta cần có một mạng xã hội để có mang tên Made in Việt Nam đấy. Và với bác có nói rằng là mạng xã hội nó là một nền tảng. Do vậy việc chia sẻ doanh thu với người dùng. Thứ hai là phải có công cụ chọn lọc ngay từ đầu để đảm bảo đó một nền tảng sạch. Thứ ba đó là công khai thuật toán với người dùng. Thứ tư là cho phép phát triển các nền tảng con trên nền tảng mẹ để có thể phát triển các cộng đồng nhỏ mang tính văn hóa riêng biệt. Và bác có chốt lại một câu đó là gì? Đã đến lúc chúng ta viết một mạng xã hội mới, nhân văn hơn, thực sự coi trọng khách hàng hơn và đưa người dân làm chủ thể tri thức ạ. Vậy thì sau cái phiên họp phát biểu trên tại Quốc hội ngày 15 tháng 7 như này thì Việt Nam chúng ta đã xuất hiện hàng loạt các cái mạng xã hội mang thương hiệu Made in Việt Nam mọc như nấm sau mưa luôn anh chị ạ.
Bạn có thể kể đến như một số mạng xã hội như là Lotus, Lảnh Việt Mai này, Haha Bolo đúng không ạ? Bản thân Lê cũng đã từng tải một số mạng xã hội đấy về, nhưng mà sau đó thì sao? Lại tự tay mình xóa đi vì cảm thấy nó không phù hợp và bạn bè mình không ai sử dụng, và bản thân mình thấy cũng không có giá trị gì nhiều đó, đúng không ạ? Thì đây là một cái giải pháp mà đến từ Việt Nam của chúng ta, từ Bác Hùng. Thế thì với các nhà chính khách thì sao ạ? Đây, Tổng thống Donald Trump ạ. Tổng thống Donald Trump, đây là giờ chúng ta sẽ gọi là cựu tổng thống ạ, bởi vì là thời gian rồi cũng không tái đắc cử. Vào cái thời gian mà khi Tổng thống Donald Trump không tái đắc cử thì Facebook đã làm điều gì ạ? Mạng xã hội Flickr đã làm, Twitter đã làm điều gì? Đã khóa tài khoản của ông, đúng không ạ? Một người quyền lực như thế, một người giàu có, một người có tiếng nói như vậy, nhưng mà quyền lợi riêng tư của họ cũng bị vi phạm và không được đảm bảo. Thì anh chị thì thấy không ạ? Chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé như thế này thì chúng ta bị cái quyền riêng tư của chúng ta xâm phạm quá nhiều không ạ? Các anh chị có muốn được là bản thân chúng ta được tôn trọng nhiều không? Và ngài Donald Trump cũng rất mong muốn được tôn trọng, và chính vì vậy nên là ngài luôn luôn tâm lúc nào đó là trong lòng và đã thúc gọi là thúc tiến lập nên một mạng xã hội mang tên riêng của bản thân mình. Và đây nữa, các anh chị thấy không ạ? Elon Musk là 1 tỷ phú của thế giới, đúng không ạ? Người giàu có nhất thế giới ạ, của bên Tesla đấy, cũng đã ra mắt một mạng xã hội của riêng mình. Và anh chị thấy không ạ? Từ Bác Hùng, từ các chính khách nổi tiếng, từ những tỷ phú nổi tiếng của thế giới ấy, đều mong muốn có một mạng xã hội. Vậy thì đây có phải là một cơ hội tuyệt vời không ạ? Đây có một xu thế, một xu thế đáng để chúng ta quan tâm và chúng ta có thể lựa chọn, đó là công việc và sự nghiệp bản thân mình không ạ? Thế thì đây là những cái giải pháp đấy, và giải pháp cụ thể Lê muốn đưa ra đây là gì các anh chị? Trước tiên là gì ạ? Đó là dòng thời gian không có quảng cáo chị ạ. Các anh chị có muốn điều này không ạ? Các anh chị có muốn là khi chúng ta lướt mạng xã hội mà chúng ta thấy được là những cái thông tin của bạn bè chúng ta, của người thân của chúng ta, chứ không phải là những dòng quảng cáo mà chúng ta không hề mong muốn ạ. Chúng ta không hề thích. Vì bản thân Lê lướt Facebook cũng vậy thôi, rất là khó chịu anh chị ạ. Rất là khó chịu luôn, bởi vì rất nhiều quảng cáo. Bởi vì thậm chí là như bản thân Lê cũng vậy thôi. Lê lấy lại một cái ví dụ là Lê có thích một cái váy đẹp, Lê cũng vào Google Lê search cái dáng váy kiểu như vậy. Thế thì sau đó trên Facebook của Lê cũng ngập tràn các cái bài quảng cáo về váy, đúng không ạ? Vâng, Lê cũng rất là thích, bởi vì sao? Mình có tăng thêm sự lựa chọn, như anh chị thấy không ạ? Một bên là một cái rất là tốt, nhưng cái quan trọng là gì? Nó xuất hiện cái tràn lan luôn và vô cùng nhiều, rất là khó chịu. Thế thì dòng thời gian không có quảng cáo có thích không ạ? Rất là thích, đúng không ạ? Bản thân Lê rất là thích. Và thứ hai là gì ạ? Không bán thông tin cá nhân người dùng, anh chị nhá. Điều này có tuyệt vời không ạ? Điều này tuyệt vời hay rất tuyệt vời ạ? Chúng ta cùng comment với nhau anh chị nhá, cùng chat trong cùng chat, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Thông tin cá nhân của chúng ta được đảm bảo, thông tin cá nhân chỉ chúng ta được tôn trọng, anh chị có mong muốn điều đó không ạ? Chúng ta luôn muốn được có quyền riêng tư, đúng không ạ? Nên là tất cả thông tin của chúng ta mà đã bị thu thập lại, đã bị bán đi, cảm thấy thì chúng ta không được tôn trọng, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta người là chúng ta được tự do ngôn luận, đúng không ạ? Tự do ngôn luận chúng ta được đảm bảo, chúng ta được quyền nói lên tiếng nói của mình trên mạng xã hội, chứ không phải là khi chúng ta muốn nói lên điều gì đó mà mạng xã hội đó họ chặn lại chúng ta được, đúng không anh chị? Điều đó là chúng ta không hề mong muốn, chúng ta sẽ không cho phép những cái mạng xã hội đó được quyền như vậy. Vì thế nên chúng ta sẽ có những sự lựa chọn của riêng mình, phải không anh chị? Thế thì khi tự do ngôn luận được tôn trọng và hạn chế được tin giả, tin lừa đảo cũng tuyệt vời không ạ? Thực ra ở đây thì Lê cũng không thể nói với anh chị rằng chúng ta khẳng định là không có tin giả, tin lừa đảo được. Bởi vì chúng ta không thể kiểm soát được toàn bộ những thông tin mà người đưa ra, nhưng nó hạn chế đi rất là nhiều. Bởi vì sao? Với một mạng xã hội mới mà khi chúng ta đăng ký thông tin, chúng ta sẽ phải đăng ký thông tin chính chủ mình. Một mình Lê chỉ có một tài khoản duy nhất mà thôi, không bao giờ có Lê thứ hai, đúng không ạ? Sẽ phải có bằng dùng chứng minh thư hoặc là hộ chiếu của bản thân mình và chụp 3D khuôn mặt của mình, đúng không ạ? Thì có khuôn mặt nào thứ hai chúng ta phải chứng minh được là cá thể sống, chứ không phải chúng ta chụp ảnh, chúng ta quách cái ảnh được đâu, đúng không anh chị? Vì thế nên nó hạn chế được tin giả lừa đảo rất nhiều. Bởi vì sao? Nếu như chúng ta có những thông tin sai lệch thì công an an ninh mạng họ vào cuộc ngay anh chị ạ. Đó. Và điều giải pháp tiếp theo nữa là gì? Nếu chúng ta mong muốn, đúng không ạ? Các anh chị có mong muốn điều này không ạ? Anh chị ơi, anh chị nhìn lên màn hình lên chia sẻ, anh chị có mong muốn điều này không ạ? Đó là cơ chế chia sẻ thu nhập hấp dẫn dựa trên các hoạt động người dùng, anh chị nhé. Cơ chế chia sẻ thu nhập hấp dẫn dựa trên các hoạt động của người dùng. Chúng ta sử dụng một cái mạng xã hội, chúng ta giúp bổ sung được cái thông tin, nội dung, hình ảnh trên mạng xã hội đó, chúng ta góp phần
bổ sung được nội dung mạng xã hội đó và chúng ta giúp được mạng xã hội đó phát triển, nhưng mà người chia sẻ lại cơ chế, điều đó có tuyệt vời không anh chị? Vâng, rất là tuyệt vời đúng không? Rất tuyệt vời chứ không chỉ tuyệt vời đâu ạ. Và cái quan trọng nhất là gì ạ? Đó là đóng thuế VAT cho các quốc gia. Theo anh chị thì một mạng xã hội mà đáp ứng được các yếu tố cần và đủ, bên cạnh đó thì lại có được những cái thông tin tuyệt vời như thế này. Nên muốn đọc lại một lần nữa anh chị nhé. Dòng thời gian không có quảng cáo, không bán thông tin cá nhân người dùng, tự do ngôn luận, được tôn trọng, hạn chế tin giả, tin lừa đảo, lại còn được cơ chế chia sẻ doanh thu, thu nhập hấp dẫn dựa trên các hoạt động của người dùng, và đóng thuế VAT cho các quốc gia. Anh chị thấy các giải pháp này có tuyệt vời không anh chị? Rất tuyệt vời đúng không ạ? Vậy thì với một giải pháp đầy đủ như thế này, ưu việt như thế này, thì đã giúp cho cá nhân có quyền lợi, cá nhân trong đó có bản thân Lê và cá nhân của các anh chị. Và khi tất cả bản thân Lê và các anh chị có quyền lợi, chúng ta có một cả một cộng đồng có quyền lợi đúng không ạ? Và cả một cộng đồng có quyền lợi thì sẽ có cả một quốc gia có quyền lợi phải không anh chị? Thế thì một mạng xã hội giúp cho cá nhân, cộng đồng, quốc gia có quyền lợi thì một mạng xã hội đó có tuyệt vời không anh chị? Vâng ạ. Và với giải pháp như vậy thì trên một nền tảng của mạng xã hội mới, thì Lê xin được giới thiệu cho anh chị với tất cả anh chị trong phòng Zoom chúng ta ngày hôm nay một mạng xã hội mới mang tên là VThay, mạng xã hội bân quyền VThay. VThay thì theo tiếng Latin là sự sống anh chị nhé. Lê sẽ đưa ra một số cái hình ảnh cơ bản về cái mạng xã hội này anh chị thấy này. Trên mạng xã hội này mà tại sao về thông tin cá nhân chúng ta được đảm bảo anh chị ạ? Và mỗi một người chỉ có một tài khoản duy nhất thôi anh chị thấy không ạ? Đây ạ. Chúng ta sẽ phải có thông tin đầy đủ như về tên, về email, về ngày tháng năm sinh, về quốc gia chúng ta đang sinh sống và rất nhiều các thông tin khác đúng không ạ? Tất cả sự riêng tư của chúng ta đều được đảm bảo dựa trên định luật GDPR đấy ạ. Và thông tin này sẽ không bao giờ bị bán đấy chị nhé, được cam kết đảm bảo đấy ạ, vì có pháp luật để bảo hộ. Vậy thì thời gian ở trên mạng xã hội này không hề có quảng cáo anh chị nhé. Đó là điều khẳng định chắc chắn luôn ạ. Bởi vì sao? Với cái mạng xã hội này không cần đến quảng cáo anh chị ạ. Mà nó có một cái điều tuyệt vời sau đó đấy, chị biết là gì không ạ? Đó chính là thương mại điện tử, là giống như bác Hùng mà bác Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam của chúng ta đã nói rồi đúng không ạ? Nó có những nền tảng con trên nền tảng mẹ đấy, để phát triển cộng đồng đúng không ạ? Thì thương mại điện tử cũng thế, nó là một liên kết, nó sẽ đẳng cấp hơn quảng cáo rất là nhiều lần. Vì thế nên là cái dòng thời gian cá nhân chúng ta không quảng cáo. Bản thân Lê cũng đã trải nghiệm mạng xã hội VThay được một thời gian rồi, và các anh chị cũng vậy đúng không ạ? Rất nhiều chị ở đây là người cũ, chúng ta được sử dụng rồi, chị thấy không ạ? Chúng ta là sử dụng thấy là hình ảnh có sắc nét, có đẹp không ạ? Giao diện có tuyệt vời không ạ? Và có thấy có quảng cáo là chèn không ạ? Đúng không anh chị? Và điều tiếp theo là gì nữa? Nếu như bạn sáng tạo ra một nội dung tốt, bạn sẽ được tưởng thưởng những phần thưởng xứng đáng bằng tiền thật. Các anh chị sử dụng mạng xã hội Facebook, bây giờ các anh chị giới thiệu cho người khác là ví dụ như Lê có một người bạn A này, A ơi, A tải Facebook về dùng đi. Thì nếu như bạn A đó tải Facebook gì thì Lê có được cái gì không anh chị? Lê có được gì, có được chia sẻ được quyền lợi gì không ạ? Không hề có đúng không anh chị? Các anh chị cũng vậy phải không ạ? Thế thì ở đây để khác anh chị nhé, khi chúng ta sử dụng mạng xã hội phân quyền VThay, chúng ta chia sẻ để cho người khác, chúng ta giúp người khác sử dụng mạng xã hội này và giúp người ta có được tiền, có được thu nhập, thì bản thân anh chị sẽ có những thu nhập. Và những cái phần thưởng này là những phần thưởng gọi là tưởng thưởng, phần thưởng xứng đáng anh chị ạ. Xứng đáng với những gì công sức của anh chị bỏ ra. Và nếu như bạn tạo ra được những liên kết mạnh mẽ, bạn có thể kiếm tiền để hoạt động trợ giúp người khác. Nếu như bản thân Lê cũng vậy, bản thân các anh chị vậy, đây chị giúp được rất nhiều người khác ngoài kia kiếm, có được cái công cụ tuyệt vời như này, giúp họ thay đổi được cuộc sống, thì họ có tiền, bản thân chị có tiền đúng không ạ? Thì bản thân họ có tiền, bản thân chúng ta có tiền, thì tất cả chúng ta có tiền đã tạo nên một cộng đồng cực kỳ thịnh vượng đúng không anh chị? Và VThay thì được thiết kế từ con người tới con người các anh chị ạ. Từ con người tới con người, chúng ta sẽ đảm bảo mọi quyền riêng tư, và chúng ta sẽ không bị kiểu như của Facebook hay TikTok vừa rồi, hay như tổng thống Donald Trump lại bị khóa tài khoản đúng không ạ, bị ngăn chặn lại các cái thông tin cá nhân của chúng ta, và chúng ta không được tự do ngôn luận. Và đây đó là về cái mạng xã hội, nó là từ con người với nhau đúng không ạ. Thì sau khi mà Lê có chia sẻ với các anh chị trong buổi trong thời gian vừa rồi, khoảng hơn 3 phút vừa rồi, về một cái mạng xã hội tuyệt vời như vậy, thì các anh chị thấy như thế nào? Cái mạng xã hội này có xứng đáng để chúng ta sử dụng và chia sẻ cho bạn bè chúng ta không anh chị? Đây, Lê có đưa ra các câu hỏi như thế này. Bạn có muốn tham gia và sử dụng một mạng xã hội mới với những tính năng như trên không ạ? Chị thấy.
Một câu hỏi rất là rõ ràng đi ạ. Anh chị chúng ta cùng comment chị nhé. Bạn có muốn tham gia và sử dụng mạng xã hội với tính năng tuyệt vời như trên không ạ? Lê chưa thấy từ có nào đâu anh chị nhá, chưa thấy comment thì có đâu ạ. Chắc chắn là rất muốn đấy ạ. Vâng ạ, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Đúng rồi anh chị, bản thân Lê cũng muốn đấy ạ. Vậy thì khi chị muốn rồi, vậy Lê muốn gửi câu hỏi thứ hai đi ạ. Có bao nhiêu người sẽ tham gia mạng xã hội mới này theo các anh chị? Theo anh chị thì mạng xã hội tuyệt vời như này sẽ có bao nhiêu người sử dụng nó ạ? Anh chị chúng ta cùng comment nhá. Nếu như mạng xã hội tuyệt vời như thế này theo anh chị sẽ có bao nhiêu người sử dụng nó ạ? Có phải là rất nhiều người đúng không ạ? Rất rất nhiều người đúng không ạ? Vâng ạ. Vậy thì tương lai các anh chị sẽ như thế nào nếu như anh chị đồng hành cùng mạng xã hội như thế này từ ngày đầu tiên ạ? Em Lê sẽ lấy lại một ví dụ như này. Với Facebook chẳng hạn. Tại sao Lê nhắc đến Facebook? Vì Facebook giờ hiện tại đang là một mạng xã hội lớn nhất đúng không ạ? Thế thì nếu như Mark Zuckerberg mà từ năm 2004 khi thành lập mạng Facebook đấy ạ, mà mời các anh chị cùng đồng hành cùng phát triển mạng Facebook, thì với cái thông tin tư duy của anh chị có muốn bắt tay cùng với Mark Zuckerberg để chúng ta tạo lên một cái mạng xã hội Facebook lớn mạnh như bây giờ không ạ? Và khi nếu như chúng ta bắt tay cùng với người sáng lập của Facebook thì bây giờ anh chị là ai ạ? Đúng ạ, chúng ta đều trở thành những tỷ phú rồi ạ. Hay giống như là Jack Ma về Jack Ma vậy đúng không, của bên trang thương mại điện tử Alibaba Trung Quốc đấy. Đó là Mã Vân ạ. Mã Vân cũng mời chúng ta cùng tham gia, cùng phát triển về trang thương mại điện tử Alibaba đó từ cái thời mới thành lập, thì anh chị có tham gia không ạ? Chắc chắn là có đúng không ạ? Vâng ạ, đây là từ Thúy Nga, từ Hà Nam, 60 tỷ người. Anh chị ơi, chị Nga ơi, nói chúng ta hay quá đấy, cả thế giới mới được gần hơn 8 tỷ người thôi ạ. Đúng không ạ? Vâng, rất là tuyệt vời. Thì tương lai ai cũng sẽ dùng, chỉ cần đủ 18 tuổi trở lên phải không chị? Thế thì Lê muốn dành ra 3 câu hỏi trên màn hình đang chia sẻ với anh chị đây. Chúng ta hãy tự hỏi mình câu hỏi này anh chị nhé. Với mạng xã hội VTech vậy thôi, Lê đã giới thiệu anh chị về những cái nền tảng mạng xã hội VTech. Đây chỉ là những cái bước cơ bản, những cái thông tin cơ bản anh chị nhé. Và Lê chỉ muốn nhắc lại một điều, đó là gì ạ? Lê đang khẳng định nói về cái bối cảnh mà VTech đang xây dựng lên, đó là một chiếc ly đẹp như vậy, một chiếc ly chắc chắn như thế, một chiếc ly tuyệt vời như vậy. Vậy thì công việc của chúng ta là gì các anh chị? Công việc bản thân Lê, công việc của các anh chị là gì? Chúng ta chỉ cần tạo nội dung trên đó thôi. Đó là chúng ta sử dụng mạng xã hội VTech để chúng ta chia sẻ với bạn bè, người thân, với tất cả những con người ngoài kia khi họ đủ điều kiện tham gia về cái mạng xã hội VTech này, để chúng ta tạo nên một cái nội dung tuyệt vời trong nó, để chúng ta giúp được chúng ta có một cộng đồng vô cùng thịnh vượng. Và các anh chị thấy không ạ? Ở cái nơi đó, trong mạng xã hội VTech này, thì con người và công ty sẽ tạo ra những mối quan hệ để cho thế giới trở nên thịnh vượng hơn. Và anh chị ơi, các anh chị đã sẵn sàng để tạo ra sự thay đổi cho thế giới và cho chính các anh chị chưa ạ? Chúng ta cùng comment nhé, anh chị đã sẵn sàng tạo ra sự thay đổi cho thế giới và cho chính anh chị và cho thế giới chưa ạ? Vâng ạ, đây là toàn bộ các cái thông tin mà em Lê chia sẻ về, gọi là tổng quan về cái mạng xã hội này anh chị nhé. Và Lê chia sẻ về tổng quan về cái mạng xã hội này để cho tất cả chúng ta cùng biết đến những thông tin cơ bản về mạng xã hội. Vâng ạ, rất nhiều người đã sẵn sàng và bản thân Lê cũng sẵn sàng, đã coi VTech là sự nghiệp. Và cảm ơn tất cả các chị đã lắng nghe Lê chia sẻ về mạng xã hội phân quyền VTech ngày hôm nay. Và các anh chị có những câu hỏi, những thông tin gì cần muốn hỏi, anh chị có thể inbox riêng cho Lê anh chị nhé. Cảm ơn chị rất là nhiều và xin nhường lời lại cho MC Thúy á. Mời Thúy. Dạ vâng ạ. Và em xin được mượn cánh tay của quý cô chú anh chị dành cho chị Nguyễn Lê chúng ta một tràng vỗ tay thật là lớn đúng không ạ? Để thay cho lời cảm ơn dành cho chị. Và thay mặt cộng đồng thì em cũng xin được gửi lời cảm ơn cũng như là lòng biết ơn đến chị một bài chia sẻ tổng quan rất là tuyệt vời và vô cùng chi tiết cũng như là vô cùng thiết thực đúng không ạ? Và quý cô chú anh chị ơi, qua cái bài chia sẻ vừa rồi ấy, thì chúng ta